VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Sau khi thi cuộc thi The Voice năm 2019 thì mọi người cũng đặt rất là nhiều câu hỏi, bởi vì em đã gần như là mất tích trên các chương trình truyền hình. Cái lúc chương trình The Masked Singer gửi lời mời cho em thì lúc đó là em đang nằm viện để điều trị trầm cảm. Hay là mình bỏ nghề, hay là mình không theo nghề hát này nữa. Bởi vì mình đã sống trong một cái đầm lầy, đúng nghĩa trong vòng 4 năm mình không được lựa chọn những cái gì mà mình mong muốn, mình không được hát cái thể loại nhạc mà mình mong muốn. Nhưng đến với concert mùa 1, cái con đường đấy nó lại mở ra một lần nữa. Em thấy cái sự đam mê của mọi người và nó đã tiếp cái sức mạnh cho em. Em đã tìm ra được một cái lối đi để mình có thể thoát ra được cái đầm lầy đó. Anh không phải là người may mắn là anh nổi tiếng ngay đâu. Anh là một cái con rùa luôn, bò từng năm để lên, để có được cái vị trí như ngày hôm nay. Anh cũng có những lúc lời hay chứ, anh nghĩ là ô, mình có hợp với cái nghề này không? Những lúc mà anh thấy mà bạn bè anh đi phim hết trơn rồi, sao trong lớp không ai mời mình đi, dù chỉ là một vai nhỏ, mà nói trời ơi sao tôi học lâu quá không ai mời tôi làm cái gì hết trơn vậy. Lúc đó anh chỉ nghiệm được một vấn đề là cứ cắm đầu làm đã, đừng bỏ cuộc. Từ trái nghĩa của thành công không phải là thất bại, mà là bỏ cuộc. Tràn trường của ca sĩ Bích Phương. Ủa mà ghi sai hả? Riêng cái vòng này anh cũng sai như Phương này. Ở những vòng trước tôi thấy là hội đồng cố vấn xuyên suốt của chương trình, em mở ra đi. Trời ơi, kiểu gì sai. Nhưng lần này tôi thấy những ánh mắt cúi gằm xuống bàn. Anh mở ra đi chứ em cũng không nhớ ghi gì luôn. Thôi anh sẽ mở của người anh lớn ra trước. Đúng rồi, anh lớn mà. Dù gì ảnh cũng thâm niên rồi, ảnh cũng nghe nhạc tốt. Cố vấn Trấn Thành dự đoán Hippo Happy là ca sĩ Gia Nghi. Bé đá không ngoài đó má. Trời, tôi thấy có sự copy bài nhẹ. Phương à? Ở vị trí hình như là gần anh Thành. Không là em đâu. Khách mời. Khách mời à? Ôi rồi. Em không để ai nha. Khách mời nào có bài của tôi đấy. Ca sĩ Song Luân. Trời ơi. Coi được nửa chữ sau thôi, chữ đầu chế vô Xuân Nghi. Con người chính trực người ta biết liền, không biết là không biết. Thà vậy lên sóng truyền hình nó đỡ quê. Em hả? Bỏ giấy trắng, Bích Phương. Ủa Phương bỏ giấy trắng hả? À trắng luôn à? Trắng toát. Hôm đấy là bạn con lên mạng xem mà không kịp ghi xong bị thu bài sớm đó. À đúng rồi. Nhưng mà lên mạng xem cũng xem nhầm bạn khác, bạn cũng không phải bạn. Cha cái gì chính đấy? Cha là bạn Nguyễn Cao Bảo Uyên. Cô ơi, em không nhớ tên ơi, tự trọng, anh Thành thu lại luôn. Hết thời gian rồi. Rồi bỏ giấy trắng không được. Lần đầu tiên em tham gia, xin hãy cho. Không có xin thỏ gì hết. Eo ôi, hên là Google, không ra đó. Không ra. Tóc tiên. Em ghi gì vậy? Em quên luôn á. Tóc tiên dự đoán đây là ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Em đúng rồi. Nhưng mà hôm nay là có anh Bằng Kiều nè, chuẩn bị đến phần lộ diện của Hip Hop B rồi. Anh dự đoán nghệ sĩ nào đang ẩn sau lớp mặt nạ này ạ? Đây có phải là ca sĩ Hồ Hồng Nhung không anh? Anh biết chết liền á. Trời ơi, làm sao mà biết được. Hay là Hồ Quỳnh Hương? Không, không phải. Ca này cũng khó nha anh Bằng Kiều. Thật ra đó là cái người này á, mình nghe dòng 2 mình biết rồi. Dòng 1 thì đúng là bạn ấy hát biến hóa quá, cho nên mình nhất thời không nhận ra. Kiểu như này mà trẻ thì anh không biết đâu. Dạ. Ở Việt Nam á, hiện nay theo những gì em để ý thì hát được cái range mà cỡ bạn này chỉ có 2 người thôi. Một là Mira, 2 là bạn này. Mùa 1 Mira thì em điền tên bạn này, rồi mùa này bạn này thì em điền tên người khác, cái tức dễ sợ. Nãy vào anh tưởng Mira đấy. Kiểu hát mà tao diva là chỉ rất là ít, thì ngoài Mira anh lại không biết ai. Cái quãng giọng của cái mấy bạn này là lên được tới nốt là xí ở trên kia luôn. Thế mới điền. Mới ghê. Thôi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bật mí kết quả để xem ai sẽ là người ghi điểm ở phần lộ diện của Hip Hop Happy. Xin mời Bị Đổ Đen hỗ trợ chúng tôi ạ.
Nào khán giả, mở ra. Mở ra, mở ra, mở ra. Mở ra. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên là đã thấy cái sự tự tin này của Hà Mã rồi. Quãng cực kỳ cao, cực kỳ hay. Nếu thật sự bạn là cái người mà Thành nghĩ ngay bây giờ thì bạn đang đi một bước rất là xa so với sự nghiệp của mình. Kiên trì cộng với năng lực chắc chắn sẽ được khán giả yêu thương. Cái cách mà bạn sử dụng giọng bạn như là một master luôn. Và đó là ca sĩ. Bạn là một tài năng hiếm có. Kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa luôn. Đó là Xuân Nghi. Nguyễn Cao Bảo Uyên là Lâm Bảo Ngọc. Xin chào tất cả mọi người. Hip Hop Happy chính là Lâm Bảo Ngọc. Và như vậy với kết quả là ca sĩ Lâm Bảo Ngọc thì cố vấn Tóc Tiên đã mang về cho mình một điểm. Không hổ danh là tai vàng mùa 1. Và bây giờ chúng tôi xin chia sẻ thêm một tí xíu thông tin cho tất cả khán giả. Đó chính là ca sĩ Lâm Bảo Ngọc đã thi hai cuộc thi chuyên nghiệp về âm nhạc trong sự nghiệp của mình. Và đây hai cuộc thi rất là lớn, đó chính là The Voice năm 2019 và Sao Mai năm 2017. Và đạt giải Á quân. Và ngoài ra thì một thông tin thú vị nữa là Lâm Bảo Ngọc đã cầm micro hát từ năm 3 tuổi. Và trong gia đình thì dì, cô, cậu, ba mẹ và các chị em đều hoạt động làm giáo viên, giảng viên ở những bộ môn âm nhạc. Nhưng mà chưa có ai là theo con đường chuyên nghiệp cả. Chiều em là theo con đường chuyên nghiệp mà thôi. Đó. Và bây giờ thì có lẽ phải dành lần đầu tiên cho Lâm Bảo Ngọc để gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả cũng như là hội đồng cố vấn nha. Chắc là đây là lần chính thức đầu tiên Lâm Bảo Ngọc xin được gửi lời chào tới ban cố vấn và tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Cái giọng khác đúng không mọi người? Giọng khác nhiều lắm. Giọng khi mở ra nó khác hẳn so với lại People Happy nha. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ giải đáp những manh mối. Đầu tiên sẽ làm câu chuyện Lâm Bảo Ngọc từng mua vé xem cái đêm concert của mùa 1. Hôm concert đó là em ngồi cạnh chị Tiên luôn. Ừ đúng rồi. Dạ. Yeah. Dạ đúng Hai rồi. Hai chị em ngồi cạnh nhau nhưng mà lại quay lưng về nhau. Chị có thấy em? Dạ. Hôm đấy rất là vui khi mà em có mặt tại The Masked Singer All Star Concert. Và anh Chính Thành, trong một cái lần anh nghe bạn hát thì anh có thốt lên một cái câu rằng thời gian vừa qua bạn ở đâu mà chúng tôi không được nghe giọng hát của bạn. Và nhưng đây thì cũng mong muốn là Ngọc có thể thổ lộ nhiều hơn cho khán giả được biết, cũng như là ban cố vấn được biết thời gian vừa qua đã có những sự kiện gì trong cuộc sống của bạn. Sau khi thi cuộc thi The Voice năm 2019 thì mọi người cũng đặt rất là nhiều câu hỏi, bởi vì em đã gần như là mất tích trên các chương trình truyền hình. Cái lúc chương trình The Masked Singer gửi lời mời cho em thì lúc đó là em đang nằm viện để điều trị trầm cảm. Đã có những cái lúc mình có những cái sự lựa chọn sai và mình phải chịu trách nhiệm với cái sự lựa chọn đấy. Và cái năm đó thì quà sinh nhật của em nó không phải là những món quà hay là những bó hoa, mà nó là những cái chai truyền thuốc thần kinh của các bác sĩ ở bệnh viện. Tuy nhiên thì những cái điều mà mình suy nghĩ tiêu cực, em không hiểu tại sao khi mà ngồi tại đêm concert đó nó tan biến hết. Khi mà nhìn tất cả các quý vị khán giả hát theo những người nghệ sĩ, rồi nhìn mọi người cầm light stick, rồi nhìn mọi người cháy trên sân khấu với dàn âm thanh rất là tuyệt vời, với ánh sáng, với mọi thứ được đầu tư rất là kỹ lưỡng, thì nó mới dấy lại cái đam mê ở trong lòng em. Bởi vì trước đó em đã từng có suy nghĩ là hay là mình bỏ nghề, hay là mình không theo nghề hát này nữa. Bởi vì mình đã sống trong một cái đầm lầy đúng nghĩa trong vòng 4 năm. Mình không được lựa chọn những cái gì mà mình mong muốn. Mình không được hát cái thể loại nhạc mà mình mong muốn. Nhưng đến với concert mùa 1,
cái con đường đấy nó lại mở ra một lần nữa. Em thấy cái sự đam mê của mọi người và nó đã tiếp cái sức mạnh cho em. Em đã tìm ra được một cái lối đi để mình có thể thoát ra được cái đầm lầy đó. Mọi người trong chương trình cũng đã động viên em rất nhiều. Và ngày hôm nay thì em đã đứng tại đêm chung kết của The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Đó là một điều tuyệt vời và đúng với cái chủ đề của đêm hôm nay. Tôi phi thường bởi vì tôi đã đứng đây. Giống cái cô Hà Mã kia một tí siêu nào thật hết. Thật sự nhá. Nói chứ ngày xưa mình biết về cô bé này thì bạn ấy như vậy. Và thật ra tới lúc mà bạn ấy làm Hippo Happy thì anh mới bị bất ngờ ấy. Có nghĩa là anh nói, ồ trời, cái nhân cách này ở đâu mà chui ra mà mình biết nó đâu có như vậy đâu ta. Để mới làm mình hoang mang. Nhưng mà thật ra thế này nè, đúng là trong cuộc sống á, nhiều khi mình thấy người ta bên ngoài, mình không biết là bên trong người ta nghĩ cái gì và cái cá tính thật sự bên trong người ta là gì. Cái hay của The Masked Singer này là vậy nè, che mặt mình lại cho mình được ở trong cái vùng an toàn của mình, trong cái thế giới nội tâm nơi mà người ta không thấy được cái mặt mình là ai. Mình dám sống với cái mình muốn sống. Hồi nãy em nói về một cái câu của anh, nghĩ là nhiều bạn giống em lắm, họ vào nghề và họ cứ phải nghe lời khuyên này lời khuyên kia để làm cái vừa lòng mọi người, thì đôi khi cái đó nó lại trái với lại cái cảm quan trong cơ thể của mình. Thế người ta bị loay hoay mãi, người ta không biết là người ta phải làm gì. Thật sự ra mà nói, anh chỉ nghĩ thế này nè, những người đó bản thân họ đều giỏi cả. Họ đều rất là giỏi trong cái môn mà họ lựa chọn. Chỉ là họ thiếu một cái cơ hội để được mọi người biết đến. Biết cái tự nhiên thấy cái điều họ làm hay ho là người ta theo dõi liền. Không, nhưng mà ở một cái độ tuổi rất là trẻ như Ngọc để đứng đây để mà chia sẻ về một cái góc khuất của mình như vậy, đối với chị là em đã rất can đảm đấy. Nhiều người vẫn còn sợ nhắc đến, sẽ cảm thấy là người ta sẽ dè biểu hay là người ta sẽ đánh giá mình. Nãy giờ Ngọc có chia sẻ là về cái đầm lầy mà mình đang bị vướng vào á, thì đó là về cái sự tự ti của bạn hay là một vấn đề của bạn về đường hướng trong lúc mình trầm cảm hay như thế nào ạ? Tức là cái lúc đó thì nó rất là nhiều thứ cộng lại. Yeah. Em cũng là chia tay người yêu cũ. Rồi cộng thêm cái con đường sự nghiệp của mình không được như ý. Rồi cộng thêm cái môi trường mình đang sống nó cũng không thuận theo ý mình luôn. Tức là nhiều thứ cộng lại quá. Và mình thì lại là một người suy nghĩ khá là nhiều. Và khi mà ngoài kia là những người đồng nghiệp của mình, những người bạn của mình, rồi kể cả những người em của mình, họ đã có những cái sân khấu, có những sản phẩm của riêng mình, nhưng mình vẫn cứ loay hoay và mình vẫn cứ mãi đứng đó. Chạnh lòng. Mình mong muốn được làm nhưng mình không được làm, thì mới suy nghĩ quá nhiều, rồi mới dành ra cái chuyện đó. Chị nghĩ là tuổi trẻ nào cũng trải qua thôi. Nhưng mà có một cái câu nào đó mà bằng tiếng Anh chị thấy hay và đại loại là nó như thế này: everyone has their own problem. Tức là ai cũng sẽ có vấn đề. Vấn đề của tôi chưa chắc lớn bằng bạn, hoặc là vấn đề của bạn chưa chắc đau bằng tôi. Nhưng mà để mà trở thành một survivor, trở thành một cái người fighter, thì đó là một cái sự lựa chọn mà chị nghĩ rất là can đảm của em rồi. Và chị tin rằng là để có Ngọc ở đây ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Phương cũng đã từng chia sẻ là Phương cũng có 2 năm loay hoay. Chị cũng vậy. Ngày xưa mà chị mới qua Mỹ, lúc đó chị nghĩ chị bỏ nghề luôn á, vì không biết phải làm gì tiếp theo cả. Qua đó làm gì có cơ hội đâu. Nhưng mà chị cứ tiến tới thôi. Chính vì thế nên là trước khi đến với chương trình The Masked Singer Việt Nam mùa 2, em có rất là nhiều cái tên: Hippo Max, Hippo Mini, Hippo. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao cuối cùng em lại chốt cái tên Hippo Happy. Bởi vì em nghĩ rằng là cái thời điểm đó em đã chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình xong rồi. Và đã đến lúc mình bước ra để tìm đến những con đường mới. Và chính vì thế là em đã tìm đến Hippo Happy. Và cũng rất là ngạc nhiên, không phải chỉ riêng khán giả hay là anh Thành hay mọi người đâu. Bản thân em khi bước vào trong con Hippo Happy, đến khi em xem lại em bảo tại sao mình lên sân khấu mình lại làm như vậy. Mình lại khiến mọi người cười vì những cái hành động của mình như vậy. Và em mới nhận ra là à, mình đã sống đúng là Hippo Happy rồi. Để xoa dịu trái tim đã tan nát, rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, biết cách yêu và che chở một cô gái có quá nhiều tổn thương. Em sẽ buông tay để học cách chữa lành chính mình.
mà nên là như thế luôn. Bởi vì cái nhân cách ấy rất là dễ thương, nên duy trì cho cái cô bé happy đấy được chui ra nhiều hơn. Nhưng mà thế này em ạ, anh thì anh luôn nghĩ là em cứ keep on doing. Mình phải luyện làm sao để khi mà cờ đến tay là phất, đúng một lần phất là mình phải nổi. Lúc đấy tay mình phải đầy chuột rồi, lúc đấy tay mình rất nhiều cơ bắp rồi, mình vẫy mạnh. Gọi là trau dồi đấy. Anh Thành, anh nói đúng lắm đấy, em còn rất là trẻ. Tham minh mỗi người khác nhau, em còn là một người tài năng mà tất cả mọi người đều nhìn thấy tài năng của em hết. Thì em chỉ việc kiên trì thôi. Thời điểm của em nó ở trong tương lai chắc chắn nó sẽ đến. Nhưng mà anh hỏi thật là sau cái trầm cảm đấy, bây giờ em bước qua được rồi thì nhìn lại mình có thấy rút được ra cái gì cho mình không? Có lời khuyên gì cho những bạn đang mắc phải không? Hãy trân trọng những quyết định của mình. Hãy lắng nghe bản thân mình, muốn gì, cần gì, đang có gì. Hãy nhìn vào đó để có những cái lựa chọn. Và hãy biết mình ở đâu để mình đưa ra những cái quyết định phù hợp với bản thân mình, để sau này sẽ không phải nuối tiếc. Anh nói thẳng nào, anh không phải là người may mắn là anh nổi tiếng ngay đâu. Anh là một cái con rùa luôn bò từng năm để lên, để có được cái vị trí như ngày hôm nay. Anh cũng có những lúc lời hay chứ, anh nghĩ là ồ, mình có hợp với cái nghề này không. Những lúc mà anh thấy mà bạn bè anh đi phim hết trơn rồi, sao trong lớp không ai mời mình đi, dù chỉ là một vài nhỏ, mà nói trời ơi sao tôi học lâu quá không ai mời tôi làm cái gì hết trơn vậy. Lúc đó anh chỉ nghiệm được một vấn đề là cứ cắm đầu làm đã, đừng bỏ cuộc. Từ trái nghĩa của thành công không phải là thất bại mà là bỏ cuộc. Còn thất bại là chuyện nhỏ, thất bại làm lại, làm nó khi nào được thì thôi. Cái thứ hai, chậm lại một chút, suy nghĩ một chút. Trên con đường mình đi mà chưa tới đích, chắc chắn là cái cách đi của mình nó sai. Nó sai ở một cái chỗ nào đó rồi, không đúng thì nó mới không tới. Cho nên mình chỉ cần mình rà, khi em gọi tên được cái sai của em, ngày đó em sẽ thay đổi. Đối với anh, cái việc gọi tên một vấn đề cực kỳ quan trọng. Mình phải đọc nó ra bằng tên thì lúc đó mình mới thoát. Anh nghĩ vậy. Có nhiều thứ nó không có tên, bài ca nó còn không tên cho mình. Mọi người vẫn lái cho một câu chuyện khác. Đấy, nhân cách khác của anh Kiều đấy em. Vẫn lạc quá. Vừa rồi những lời chia sẻ của Hồng Cố Vấn về câu chuyện của em. Và dĩ nhiên ngày hôm nay thì với một nhân dạng của Hippo Happy và đã được cởi bỏ lớp mặt nạ rồi, thì anh nghĩ là một phần đấy cái tên Happy này cũng là em đã nhìn nhận được cái câu chuyện của em và em muốn mang cái sự vui vẻ cho mọi người. Và em nhận là những điều vui vẻ thôi. Đối với anh mọi thứ đều đơn giản thì mình cứ nhìn lên thì mình phải nhìn xuống. Nhìn xuống mình sẽ thấy động lực hơn rất là nhiều. Và riêng anh là MC thì trong suốt quãng đường mà em tham gia của mình Mask Singer, ở đây 9 lần đến sân khấu là 9 lần em chơi tất tay với chương trình luôn. Và ngay bây giờ, kể cả khi em đã lộ diện rồi, thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Có hối tiếc điều gì trong quá trình mình đồng hành cùng chương trình này không? Đã là 8 bài đơn và 1 bài battle. Một hành trình nó không quá ngắn mà cũng không quá dài, nhưng mà nó cho em một cái trải nghiệm và đã xây dựng nên một nhân cách khác để em dựa vào đó em tiếp tục trên con đường nghệ thuật của mình. Và Lâm Bảo Ngọc cũng xin gửi lời cảm ơn tới chương trình The Mask Singer Việt Nam mùa 2. Cảm ơn ban nhạc Hoài Sa, nhóm bè Cadillac, tất cả các quý vị khán giả, và đặc biệt là cảm ơn ban cố vấn. Và song hành đó thì Hippo Happy cũng xin gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai mà Hippo đã làm cho đau đầu chóng mặt, rồi là gây ra những cái hiểu lầm không đáng có trong mối quan hệ người thân. Và lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng ạ. Anh Thành nó nhìn em miếng thôi. Mong là trên quãng đường nghệ thuật sau này thì mọi người vẫn sẽ yêu mến em. Tới bây giờ vẫn còn câu chuyện gọi điện thoại lúc đêm phia phắc để mà nói chuyện với anh Tiến Thành, làm cho nên người ta xào xáo một thời gian, anh phải ở ngoài đường suốt gần một tháng trời. Cái chuyện nói chuyện đấy là có thật nha. Nhưng mà nó là một tiếng, nhưng mà em nhân đôi lên 2 tiếng thôi. Trời ơi, con bé đơm đặc. Đơm đặc quá trời. Và ngày hôm nay thì rất là vui một lần nữa thì thay mặt cho chương trình The Mask Singer Việt Nam Kỳ Sĩ Mặt Nạ, cảm ơn bạn làm điều phi thường, đứng đây cùng với chúng tôi thể hiện chính ca khúc tuyệt vời dành cho chương trình. Và ngay bây giờ, trước khi đến với bài ca lộ diện thì chúng ta phải đến với lại những kỷ niệm dành những khán giả theo dõi bạn trước. Khi nhắc về Lâm Bảo Ngọc, chúng ta sẽ nhớ ngay đến một bài hát mà bạn thể hiện mà bất kỳ ai nghe vào lần đầu tiên cũng phải suýt xoa hết. Một sáng tác của ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường.
Và trước khi ra đến bàn lộ diện thì có thể gửi tặng cho khán giả, những người yêu quý bạn, bạn cố vấn của chúng tôi, khán giả trường quay một đoạn ngắn trong ca khúc này được không ạ? Dạ, thế cái này là ngoài lề nên chắc là mình sẽ xin phép trực tiếp trên đây. Mong chị Vũ Cát Tường cho phép em hát ca khúc này nha. Anh sao giúp em ạ? Bay màu luôn á. Em thấy là tiên còn há hốc mồm. Cao quá trời. Trời ơi, món quà quá quý giá, giọng ca tuyệt vời. Đa cái nư. Không một chia sẻ nữa. Tại sao mà em cứ nhất định gọi chị là cô Tiên? Bởi vì thực sự chị là cô Tiên của em thật. Ngày xưa chị có cái bài cho em một ngày mới, oh, 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 oh. Là em mê chị từ đó. Nhà em xem Tết hàng năm luôn. Và chị là cô Tiên không chỉ của em đâu, của cả gia đình em luôn á. Nên là em nhất định không đổi là vì thế. Anh tự nhiên hôm nay lucky chung kết, đâm ra là anh được chứng kiến tất cả những cái tinh túy nhất. Phải nói là rất là thành công. Tất cả những cái mascot ngày hôm nay, bao nhiêu bài hát, riêng cái chuyện là mascot thôi là mình đã thấy là phục lăn rồi. Chưa nói là hát hay như thế ở trong cái mascot. Thật là anh đeo vào anh trải nghiệm thì anh thấy là anh chỉ được 40-50%, không thể nào mà hát được hay như thế. Công nhận là mọi người giỏi thật. Và thật sự ngày hôm nay em cũng rất là cảm ơn anh Bằng Kiều đã chịu khó hóa thân vào một nhân vật là anh XKK để trải nghiệm cùng các mascot tụi em. Và cảm ơn phần lộ diện rất tuyệt vời, các khúc tuyệt vời của Lâm Bảo Ngọc nha. Chúc cho bạn thật là thành công và đừng tự ti về giọng hát nữa, con bé có cái giọng gọi là Việt Nam một hai người có. Và thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng tôi xin phép được khép lại chương trình tại đây. Và chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện. Và thưa quý vị, hãy cùng với chúng tôi tải ngay siêu dụng giải trí VOn để được xem trọn bộ The Masked Singer Việt Nam ca sĩ mặt nạ mùa 2. VOn là siêu dụng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Và cùng chúng tôi phiêu theo VG.vn siêu vũ trụ giải trí đã từng đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Và xin cảm ơn nhà đồng tài trợ Bia Pháp 1664 Plan, bia vị chất mở bất ngờ. Và xin cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của The Masked Singer Việt Nam ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và xin cảm ơn thương hiệu thời trang đường phố Dirty Coins đã hỗ trợ trang phục giấu mặt cho các mascot của chúng tôi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào một đêm nhạc vô cùng đặc biệt, phần lộ diện của top 3 giọng ca xuất sắc nhất của The Masked Singer Việt Nam ca sĩ mặt nạ mùa 2 vào ngày 16 tháng 12, đó chính là The Masked Singer All Star Concert. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Nếu có yêu mến top 3 ông Baby, Good Day Bắc hay Voi Bản Đôn thì hãy nhanh tay bình chọn cho chúng mình thông qua siêu ứng dụng giải trí VOn và ứng dụng My MobiFone nha. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Love you. Và rồi ta lắng nghe, hãy đoán xem đó là ai. Một giọng ca bất diệt một lần nữa trở lại.